Hello, Suka xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Suka ghé một cái chỗ này để ăn sáng. Từ sáng đến giờ là Suka đi thừa máu. Thừa máu thì là cũng phải nhịn, không có ăn được, bây giờ là đói bụng rồi. Nên là cái chỗ này gần thừa máu là Suka ghé đây để ăn. Mà trước khi đi thì là mình còn cái tóc cái đẻ. Ở chỗ này á, là nổi tiếng về nem nướng. Hôm nay đó là mình đi thử máu xong rồi mình kiếm cái gì mình ăn rồi mình sẽ đi xem lắp để mua đồ cho tiệm nướng. Trước khi ăn là phải cột cái tóc cho nó gọn. Sáng giờ chưa có cột tóc luôn. Thêm một cái nữa. Cột tóc để trong giỏ lúc nào cũng có hết. Thì là mình sẽ lấy để cột tóc, nó tiện. Dòng dòng khu này cũng có rất là nhiều á. Hôm nay bị ho rồi. Hy vọng là đi vô ăn không có bị ho nha. Đi vô ngồi trong người mà ho kỳ lắm. Sắp xong rồi. Mình lấy thêm hai cái nữa để mình cột vào phía trên. Như này tấm nó lên thì là nó sẽ gọn. Like this one. Nó gọn á, mình làm gì cũng dễ. Tóc mình nó không có bị dính vô đồ. Ok, bây giờ Suka đi xuống đây. Mọi người cùng xem là Suka ở đâu nha. Let's go. Tara, đây nè. Ở đối diện nó là công viên My Square Park. Và đây nem nướng Rodak nổi tiếng ở Orange County. Let's go. Đây là cái menu. Ở đây có cocktail nữa. Đặc biệt ở đây là cuốn. Gọi cuốn 6 đồng 2 cái, 1 nhé. Có chè ở bên nữa, salad, hủ tiếu. Mình muốn ăn cơm, hộp cơm là 18.95. Có cơm tắm nữa. Mình sẽ ăn. Đây có bánh mì bò kho nữa. Bánh mì bò kho cũng ngon, lâu rồi không ăn. Ok, kêu bánh mì bò kho nha. Không gian ở đây khá rộng nha. Đầu tiên là món khai vị, đó là món ớt và món nước lạnh. Đây là bánh mì bò kho. Thịt cũng nhiều. Suka đang chờ lấy hai cuốn nữa. Suka muốn ăn cuốn trước và Suka ăn cái này sau. Bánh mì cũng nóng, hấp dẫn. Tới nem nướng là ăn nem nướng. Đây là hai cuốn nem nướng. Là bánh mì bò kho. Suka ăn nha.
ngon lắm luôn á, ăn hết một cuốn rồi. Đây là bò kho của mình ăn thử. Không có vị bò kho. Thịt bò thì là hơi dai một chút. Cà rốt rất là mềm. Bánh mì ok. Đây là cái bill cho nem cho bò và chắc là 25 đồng rồi đấy. Mình ăn không có hết. Suka đã ăn xong rồi, ăn 2 cuốn là nó đủ no rồi. Còn cái phần bò kho này sẽ mang về tiệm để tới trưa mình ăn. Nói chung thì tới chỗ nào chuyên cái gì thì nên ăn cái đó. Nem nướng thì rất là ngon, tại họ mới nướng ra và họ làm liền cho mình á. Mình ăn nên nó rất là ngon. Và nó có cái chả giò trọng nó rất là giòn. Cái bánh chia nó rất là giòn. Nhưng mà còn bò kho thì không được ngon. Bò kho không có vị của bò kho, giống như là họ nấu súp vậy chứ không có được ngon cho lắm. Nói chung thì Suka thích nem nướng hơn. Còn bò kho thì Suka sẽ không ăn lại món đó nữa, tại nó kỳ kỳ sao á. Ngoài ra Suka thấy ở trong này á, họ có một cái quầy tour nhỏ nhỏ đó. Họ có bán các loại thạch nè, rồi rau câu, dừa đồ nhiều lắm. Nhưng mà tại vì ở trong tiệm á, nên là Suka không có quay lại. Có nhân viên này đó nhiều, Suka không có muốn quay người ta, nhiều khi người ta không có thích. Suka cảm ơn bà cô chú nha. Suka tiếp tục cuộc hành trình đây. Bye bye.